Hello anh em, thì dạo gần đây cũng rất nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề là cung cấp giấy tờ chứng từ để đăng một số sản phẩm mà ở cái ngành hàng đặc thù ở bên Shopee á. Thì hôm nay mình cũng tiện mình ngồi mình chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề đó là cung cấp cái chứng từ khi mà đăng bán sản phẩm trên Shopee nhé. Thì anh em thấy hay thì nhớ like, share, ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì đây là một cái tài liệu trực tiếp mình lấy bên Shopee về. Cái này được mới cập nhật từ mùng 4 tháng 6 2019 nhá. Thì trong này á mình sẽ từ trên dưới mình chia sẻ với mọi người luôn. Đầu tiên đó là để mà mình bán những sản phẩm, đây nó sẽ ghi theo từng loại một nhá. Mình sẽ đầu tiên là thực phẩm chức năng này, thì nó bao gồm cái danh mục chính đó là vitamin và thực phẩm chức năng này, vitamin và thực phẩm bổ sung này, và đồ dùng cho mẹ này, và thực phẩm cho bé từ 6 tháng tuổi này. Thì cái này nó gọi là nội gọi chung là thực phẩm chức năng. Tiếp theo là những cái danh mục phụ như là vitamin, khoáng chất này, dinh dưỡng, thể thao, thể hình này, từ những cái mà mình ăn vào người á, tăng cân giảm cân này, hỗ trợ làm đẹp da này, mỹ phẩm này, xương khớp này, bột thảo mộc cũng như là tinh bột nghệ này. Đấy, mấy cái đấy cũng được gọi là thực phẩm chức năng nha. Rồi là mật ong này, đấy, cái kiểu thế. Đây là một số các loại vitamin thực phẩm này, vitamin phẩm cho mẹ này, tức là cho bà bầu và cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Tiếp theo là cái ngành hàng đó là thẻ cào, có cái voucher và các cái dịch vụ nạp tiền tài khoản này kia, và các cái tour du lịch này, sách này, ô tô xe máy. Đấy, đấy là những cái ngành đặc thù bên Shopee nó bắt mình phải cung cấp cái chứng từ. Thì đầu tiên là tất cả các giấy tờ mà tụi nó yêu cầu á thì đều cần phải có chứng minh thư. Thì mọi người, mình đầu tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái file này nhé, mọi người vào mình kích vào mình xem là xong. Đây vừa đây cung cấp, đầu tiên là cung cấp chứng minh thư, mọi người kích vào. Đấy, thì cái này nó sẽ một cái mẫu, các bạn ghi tên đăng nhập này, số điện thoại này, địa chỉ email này, ngành hàng các bạn đang định đăng ký này, sau đó các bạn up cái chứng minh thư lên. Đây, Shopee sẽ yêu cầu những cái giấy tờ nếu sản phẩm của bạn thuộc những cái ngành hàng trên. Chưa? Tiếp theo các bạn ấn vào cái đính kèm. Các bạn cho cái file chụp ảnh hai mặt của cái đấy này, bạn chỉ có thể tải tối đa 2 tập tin. Nếu bạn có từ 3 tập trở lên để cung cấp ấy, thì vui vào lòng là zip lại thành một file nhé, sau đó thì tải lên. Sau các bạn gửi yêu cầu cho nó được. Đấy, tiếp theo bước 2 á, đó là sau khi đã được Shopee xác nhận chứng minh thư xong rồi á, thì shop có thể chỉnh sửa lại các sản phẩm nó bị khóa bằng cách đăng tải các cái chứng từ sau đây ở trong cái mục hình ảnh sản phẩm để được người hệ thống xét duyệt lại. Đối với các cái thực phẩm chức năng á, được sản xuất tại Việt Nam thì giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm này, tức là một số cái giấy mà liên quan đến an toàn thực phẩm, xuất nhập kho này, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm này, các bạn áp hết lên cho xem. Đấy, một số cái nước ngoài này thì phải có cái, nếu mà sản phẩm sách tay nước ngoài này thì có hợp đồng mua bán rõ ràng này, đặc biệt là các sản phẩm cho trẻ dưới 36 tháng tuổi này, thì nó cần bắt bổ sung thêm một số thông tin. Đấy, bắt bổ sung ví dụ như là giấy phép này, hợp đồng mua bán này, hình ảnh mà bên nó cho phép mình quảng cáo này, ký quyền quảng cáo này. Tại một số các thương hiệu họ mua mua hẳn cái từ khóa luôn, mình không được phép quảng cáo, bởi như từ khóa Shopee chẳng hạn, cái chữ Shopee chẳng hạn, bạn không được phép quảng cáo ở bất kỳ đâu nếu mà lấy danh nghĩa Shopee. Đấy, ví dụ như là thẻ cào thì là giấy phép kinh doanh, hợp đồng ủy quyền, cung cấp dịch vụ này, có mộc và chữ ký, tức là có con dấu á, là chữ ký nhà cung cấp này, các cái tour du lịch này. Đấy, ví dụ như là sách thì các bạn cần phải một số cái giấy tờ liên quan như là quyết định xuất bản sách này, phát hành sách này, phân phối sách này, các chứng từ hóa đơn này mà được đại lý họ cung cấp cho mình nhé. Còn đây là phương tiện ô tô xe máy, gọi bấm lựa xem. Đấy, thì các bạn cho các lựa chọn như là bạn cần hỗ trợ vai trò mua người bán thì là mình là người bán này,
mình sẽ các cái câu hỏi chương trình khuyến mại, mình sẽ sản phẩm có chỉ số bán hàng hiệu quả này, và sau đó mình sẽ gửi thông tin cho nó ở đây cho nó xem. Thì cái này nó kêu là nhân viên ngành sẽ hỗ trợ mình trong vòng 30 ngày làm việc cũng khá là lâu. Ngoài ra thì nó có một số cái lưu ý như sau. Nhất là hình ảnh, những cái giấy tờ phải đảm bảo này, có con dấu chữ ký rõ ràng này, hình ảnh phải là hình ảnh chụp nguyên bản này, không được Photoshop chỉnh sửa làm giả. Thì đầu tiên là nếu các bạn có nhiều file, các bạn có thể nén file lại để hướng dẫn nén file và gửi. Đấy, mọi thắc mắc thì liên hệ tụi nó. Thì mình sẽ để cái file này ở dưới phần mô tả nhé. Cái này nếu các bạn mà bán thì mình nói lại nhé, tức là các bạn mà bán những mặt hàng thuộc ngành thực phẩm chức năng này, thẻ chào, tour du lịch và sách, ô tô, xe máy, xe đạp, mấy cái phụ kiện đó, nhất là mọi người hay gặp phải là thực phẩm chức năng, các loại sữa rồi vitamin rồi các loại tinh bột nghệ rồi trà rồi tăng cân giảm cân này, mỹ phẩm này, đấy rất là nhiều anh chị em gặp phải về vấn đề này. Thì anh chị nên là nghiên cứu trước cái này và chuẩn bị giấy tờ trước khi mà mình kinh doanh trên Shopee nhá. Ngoài ra thì bên mình vẫn có, hiện tại bên mình thì đang thì có những cái khóa học là trực tiếp sẽ có một cái bạn bạn ấy bản thân mình sẽ đầu tiên mình sẽ định hướng cho các bạn về vấn đề là kinh doanh. Nếu các bạn chưa có sản phẩm á, định hướng kinh doanh cho các bạn. Cái thứ hai là bên mình sẽ cung cấp cho bạn một cái bộ video mà bạn chỉ việc làm theo thôi. Cái thứ ba là bên mình sẽ có một người coach riêng, tức là một người sẽ kèm cặp các bạn đến khi các bạn ra kết quả, hỗ trợ các bạn về phần mềm, tool, công cụ. Đấy. Thì khóa học này là 1.950.000 nhé. Thì các bạn bạn nào muốn học thì inbox cho mình ở cái Facebook của bên dưới. Thì nhiều bạn hỏi thì mình tiện nên mình sẽ nói qua cái video này luôn cho anh em. Nếu mà các bạn mà khó khăn trong việc có xây dựng những cái shop liên quan đến mỹ phẩm mà thực phẩm chức năng này kia thì các bạn hãy inbox cho mình sẽ hỗ trợ nhé. Hỗ trợ về cách đăng bài và cách lách một số cái nếu mà các bạn cần. Còn nếu mà các bạn đầy đủ giấy tờ thì ok nhé. Ok, thì anh em mà thấy hay thì nhớ like, share, ủng hộ mình nhé. Nhớ là nếu mà có vấn đề gì hoặc thắc mắc gì mình có thể bình luận ở bên dưới. Muốn mình làm video về vấn đề gì thì cũng để lại bình luận bên dưới. Cái gì các bạn chưa thấy chưa được hay là chưa hay, các bạn hãy cho mình một số cái nhận xét nhé, để mình có thể cải thiện được video tốt hơn. Ok, bye bye anh em.